cái gì ông em nhỉ? Ông anh cho em quả đầu jelly Hàn Quốc tí nhỉ? Jelly Hàn Quốc à? Đầu thập niên 70 hay 90 em nhỉ? Thập niên bao nhiêu tùy anh. Thập niên mới nhất nhá. Thập niên 2023 nhá. Okay, 70 90 cổ cổ quá rồi. Ok. Ok, xung quanh em cắt trắng hay cắt xanh? Cắt như lần đầu ấy. Như lần đầu à? Vâng. Gáy anh sẽ cắt cho em cao lên tận đỉnh đầu nhá. Ok. Xung quanh này cũng cao lên tận đỉnh đầu đấy luôn nhá. Ok. Ok luôn, vào việc luôn nhá. Ok. Ông em đã có người yêu chưa? Em chưa, vẫn ế. Ồ đây, anh sẽ cố gắng cho ông em quả đầu này là đi đâu là có gái theo ở đấy nhá. Okay. Hết ế luôn đấy. Dạy được ông em hay sao đấy? Đầu Jenny Hàn Quốc của em đâu nhỉ? Đấy, quả đầu Jenny Hàn Quốc của ông em đấy được không? Ông anh chơi sai hệ trắng à? Sai hệ trắng đấy. Sao? Đâu phải đâu. Đầu đấy đâu? Đây đây là đầu Jelly mà em. Nhưng mà anh cắt trắng, anh cắt kiểu kết hiệp kiểu Kim Jong Un với cả kiểu Jelly. Ông em kia này, nhìn thẳng là Kim Jong Un nhá. Nhìn lên đỉnh này nó là đầu Jelly. Đầu Jelly thì đúng ra là người ta cắt xanh nhưng mà thôi anh cắt trắng để tiết kiệm tiền cắt tóc cho ông em. Thế uy tín chưa? Ok anh em. Chuẩn chưa? Cắt quả này xong thì em về có được người yêu nhỉ? Có chứ, yên tâm đi, quay một vòng cho ông em xem bây giờ gái này, quay gáy cả gáy nữa vợ. Quay gáy đàng hoàng cho ông em xem lịch sự chưa? Thằng bí cô đâu? Bò à? Bò à? Bò à? Lấy bí cho sếp. Bò à? Lấy bí, lấy bí. Lấy bí à? Bò. Rồi. Anh à? Đây, bí của đại ca rồi. Rồi. Bò rồi, ông em bò bao nhiêu tiền đấy? Tách ra nhỉ? Bò. Đấy. Ô, bò luôn. Bò 200 à? Bò hết. Ô, thank you ông em ơi. Rồi ông em mở hàng bắt tay đấy. Ôi, cảm ơn ông em nhá. Ok. Bò. Khóc đâu cười vui. Ok.